Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Mẫu nhí mặc nội y trình diễn khiến khán giả bức xúc. Những cô bé mới chỉ học tiểu học khoác lên mình bộ nội y, đeo cánh thiên thần khiến nhiều khán giả nhức mắt. Mới đây, một chương trình biểu diễn thời trang ở Hàm Đan, Hà Bắc, Trung Quốc đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Lý do là dàn người mẫu nhí trong chương trình diện trang phục nội y, đeo cánh thiên thần giống hệt các siêu mẫu sexy trong show diễn đình đám Victoria's Secret. Trong tiết trời giá lạnh, các cô bé khoảng 10 tuổi chỉ diện nội y mỏng manh nhưng tất cả đều mỉm cười thật tươi, tự tin biểu diễn trên sàn khách quốc. Sau khi phần trình diễn trên được đăng tải trên các trang mạng có tiếng ở Trung Quốc đăng tải, ban tổ chức và cả phụ huynh của những mẫu nhí này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội. Đa số mọi người đều cho rằng việc để những mẫu nhí chỉ đang trong độ tuổi tiểu học diện nội y lên sân khấu trình diễn là hành động không thể chấp nhận được. Một số phụ huynh còn đề nghị phạt ban tổ chức cùng những người có liên quan đã phê duyệt nội dung chương trình này. Theo báo chí, nhiều người còn lên án màn trình diễn nội y của các người mẫu nhí là lạm dụng trẻ em. Các em đang ở độ tuổi ngây thơ, bị người lớn làm hư khi đưa lên sân khấu trình diễn những bộ đồ hở hang khiêu gợi. Đó là chưa kể đến thời tiết đêm trình diễn rất lạnh, có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng mỗi một phần thuộc về phụ huynh của các người mẫu nhí. Nếu họ không đồng ý để các em biểu diễn, ban tổ chức cũng sẽ không thể bắt ép trình diễn trang phục thiếu vải như vậy. Đây không phải là hồ bơi, không phải bãi biển, thế mà họ có thể để những đứa trẻ con đang học tiểu học mặc nội y trình diễn khêu gợi. Đừng hỏi tại sao tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và tỷ lệ nạn nhân là các trẻ em gái ngày càng tăng. Thật không thể chấp nhận được, một cư dân mạng bức xúc. Được biết, ngoài màn trình diễn nội y gây xôn xao, chương trình biểu diễn thời trang còn có nhiều nội dung khác nhau như trang phục đi bơi, trang phục dạ hội. Tuy nhiên, tất cả đều mang hơi hướng mô phỏng các mẫu quần áo của phụ nữ trưởng thành.